Mắt đẹp ghê không? Rước là nó quen rồi. Để đỡ gánh nặng cho mẹ nó nha. Ờ cái này ai trả gì vậy? Không hiểu nó bị dính. Mình chào buổi chiều tất cả mọi người nha. Thì hôm nay ba anh em mình sẽ đi ra tiếp tục tìm chó con nha mọi người. Thì hồi nãy mình đi ngang mình thấy chó con, hai ba con chó con ở đây nè mọi người. Mấy bữa rày mình tìm nó quá trời luôn. Nha, bây giờ đây. Đó đây, đó đây. Ấy, đây là cái ổ nằm đây hả? Ừ, đâu rồi. Đó đó. Kìa. Ờ vậy cậu nằm trong cái mũi này nè. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Để em bật ra. Thôi. Đi phải luôn rồi. Đi, đi thôi. Bữa giờ kia không thấy. Giờ mình đi bước kia nha. Không phải chỉ bố cá đâu. Mình thấy hai chó con đẹp lắm mọi người. Giờ anh em mình sẽ đi qua kia nha. Nãy anh đi ngang thấy nó sổ. Gì hả? Hả? Sổ anh nè, câu câu. Hai con. Hai con đen. Này hai cái miệng, hai cái thân ha. Qua đây, qua đây, qua đây. Từ dính, từ dính, để nó hang ở đâu nha. Dạ. 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 Tại chó đen đó, sao nó ngủ bên đây luôn, ổ nó bên đây luôn. Trời, có chừng mẹ nó bắt nó đi á. Ờ lớn rồi, lẹ ha. Đó. Con sù hả? Ở ổ đâu? Ổ đâu ra? Ở người thấy không? Từ từ đừng. Nhẹ nhẹ thôi. Cái bộ này chứ không đừng nào. Nhẹ nhẹ thôi, đừng có bắt nó. Đừng làm nó sợ. Ổ nó nằm đây nè. Đó. Đó. Chắc kiếm mổ đó. Từ từ đừng. Ê, con đến. Núp nè mọi người. Núp đây nè. Giữ nó, giữ mình cuốn nó mà nó giữ. Đây đâu rồi, sao có hai con không vậy? Con chót không biết mẹ nằm đâu nữa. Bây giờ để hai chó con ở đây. Kiếm hang của kiếm ổ của con mẹ đó coi. Không biết ổ nằm đâu mọi người. Nè, hai con. Con giữ nó bên nãy. Ừ, cái này cũng không giữ nữa. Bóp cổ nó, bóp cổ. Để em giữ cổ nó là được à. Đúng rồi, giữ cổ nó. Đi nha. Ừ, đây nè. Vút vút tí nó quen à. Con này cũng dễ thương nè. Ừ. Đây là vút vút, mắt nó lạ ha. Ủa sao mắt nó lạ quá hả? Nè, mắt nó lạ quá mọi người. Mắt đẹp ghê không? Chúng trước là nó quen à. Con này lông xù. Ủa chú mẹ đó coi. Ủa vậy hay quá đâu ha. Sao nó nằm đây? Lớn rồi nè, con này lớn rồi, lớn lắm nè. Con này là khó thuần rồi nè, nó biết rồi. Nó lớn rồi. Nó cắn hay không? Mày dữ. Đẻ rồi nè. Ừ. Bóc vô cứt rồi. Đẻ nằm luôn rồi. Dẫm. Kệ đi sao, cứ giữ cho giống cái đợt hổm con này lớn hơn xíu nữa là mình bắt không được đâu, nó cắn. Ừ. Nãy em bắt nó dí em cắn. Ủa lộn em dí. Con vậy con về hang ở đâu ta? Nãy nó chạy hướng nào vậy? Nãy nó chạy qua đây rồi. Vậy là hang bên đây rồi. Có thể hang nằm bên đây nè. Bây giờ cái bụi đó anh thấy. Nó bụi không đi xa đó. Đâu, nó không đi xa đâu. Má con này luôn sụ im đảo. Ừ. Lắc. Có đây nhà nuôi đó. Đây nè. Mắt đã ha. Nhà nuôi. Rồi cắn cái kia đâu đó. Lũng tai luôn, lũng tai luôn. Ủa gì mà vuốt cái nó phơi được không? Ừ, vuốt nó quen, nó quen với mình từ từ. Chạy vô tắm ha. Ủa con này cưng quá ơi, tụi tụi giống con ngao mắt, đầy đạn. Mắt lạ ha. Con này, ông nội. Ủa? Này nó hiền con, ông ngồi. Không, hồi nãy nó thấy lạ, nó thấy lạ, nói chung nó thấy lạ, con nào cũng vậy á. Thấy bồng quá, đứng ở đáy luôn. Thấy lạ là nó vậy á. Ủa vậy? Dạ, mình tìm hang nó đi, mình tìm ổ nó đi. Cho nên không có hai con đâu, còn nhiều nữa. Rồi chó mập mập ghê ha. À, con này đúng luôn, thụ luôn. Cưng thiệt chứ. Con này mút bự lắm mà. Con này nó dùng, nó dùng, nó dùng, nó sợ.
mặn cứng ngắc luôn. Không đông đẩy luôn. Được mày con gì ta? Đừng đừng được con cá. Được đó, được đó. Ăn được luôn. Ồ. Đi bắt về luôn. Không nhá, còn hiện giờ nó không có kêu mẹ nó. Ừ. Đến bây giờ nó kêu mẹ nó áo rồi. Cái con này nó hàng giả. Phải bắt về đi mũi quá. Bắt về nhà luôn hả? Nhà nuôi luôn. Bên mình nuôi đi, mình thuận nó đi. Đi. Vậy cầm cầm đi. Qua mình nuôi luôn. Ừ. Ai đây ai nuôi được đem về nuôi đi chứ để mẹ nó nuôi nổi. Mẹ nó nuôi nổi đâu. Nhưng mà bắt về thì mấy con để mình tìm hang nó quá. Mình tìm hang nó đâu đi, nó chạy hướng này hả? Đi hướng này vô. Bắt về nuôi đây, con này nuôi dễ thương ở đây. Nó ở đây nuôi dám đi ra. Ừ, nó vòng vòng đây. Ê, kiếm một cây thôi, mấy con cây coi. Hay là mấy trong mấy bụi này. Ôi coi chừng mấy bụi này nè anh ơi. Thấy trong này lén lén lắm, lén bò à. Cái bụi này nó nhẹ. Cái bụi này nè. Sao nó đi hướng này ra? Nãy núp đây mình không thấy luôn hả? Coi trong đó coi. Em dí ngon sụn chạy nó tự. Nó chở đi không đâu không biết. Nên về trước rồi tính. Này mình. Ê, có thể hang lắm đây nha. Nè. Có thể hang đây nè, đang đây thôi. Đúng không? Lăng bò à, lăng lắm. Nói không? Nó mới dám đi ra đây nè. Nằm ghé nè, coi cái tay nè. Nằm đi trang là em bé vậy đó. Nhìn mấy con thợ dính cất hay gì vậy? Giờ mình bắt về bình thường đó nha mọi người. Tại vì ở ngoài đây rừng á, nên con mẹ nó sẽ không có thể không ngừng nó nha. Dẫn đến tình trạng nó bị không không có sinh tồn, không có sống được nha. Vậy là nó có hai anh em đó à. Thì lúc trước anh em mình có đi kiếm mà không thấy rồi, giờ nó hai tụi nó đi ra. Giờ ba anh em mình sẽ về nuôi nó nha mọi người. Mình tạm biệt tất cả mọi người nha mọi người. Đây đi lại cho mình một like đăng ký kênh nha. Đây, bác nó về để mình nuôi nó, tại vì ở ngoài rừng này nè mọi người. Không, mẹ nó phải đi kiếm ăn rất là cực khổ nha, nên bên đây mình sẽ bắt nó về và nuôi nó nha. Thì con hai bé này sẽ là có người nhận nuôi nha mọi người. Anh Hùng với anh Kiệt sẽ nhận nuôi nha. Cái mũi xịn không tắm đi. Ừ. Hai bé này sẽ nhận nuôi nha, tại vì ngoài rừng á mình mà để nó ngoài rừng á nó sẽ không sinh tồn được đó mọi người. Hiện tại là mẹ nó chỉ nuôi nó thôi, nhưng mà sau này lớn lên là không có cái gì để nó sinh tồn được nha. Một phần là để đỡ gánh nặng cho mẹ nó nha. Ủa cái này ai trả gì vậy? Không hiểu nó bị dính gì vậy. Nó giật cái bao tay á. Thôi nó sợ, cái tự nhiên nó sợ. Về với chủ mới thì hai đứa sẽ sống đỡ khổ hơn nha. Tại vì ở ngoài rừng á là mũi lớn nhất là mũi chích nè. Thứ hai là không có đồ ăn nè mọi người. Nó núp ban đầu là thì buồn xíu thôi, nhưng mà sau này sẽ hết buồn nha. Núp gì mày? Núp gì đâu. Thôi làm giấy khai sinh. Thôi em xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Bye bye mọi người nha. Mong mình sau này hai đứa về với chú mới sẽ tốt nha, sống tốt nha.